hơn nữa, thành công hơn nữa đối với BIDV. Xin được đến quý vị và các bạn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Phượng được mang tên Xin Chào Ngày Mới. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng ta quay trở lại sân khấu để nhận hoa thay cho lời cảm ơn.